Là hoa màu, ngoài sao ngoài nương, nhà mình có đất không? Có. 64 là thời Mỹ rồi chứ. Nhưng thế chuẩn bị đó mấy năm 64. Dạ. 8 á, lớp 3 cái gì đó, tham gia nuôi vụ cán bộ cách mạng ở đây. Vậy là bị trong tù là khoảng bao lâu? Bị trong tù thì hành chợ đi cũng nhiều chỗ. Rồi đánh đập như vậy rồi có bị thương tật cái gì không? Tại vì bị túi là khi ở đáy nhưng mà những cách là... Một bà mẹ già gần 70 tuổi, không có gia đình con cái, sống khô cằn trên dãy đất miền Trung. Một ngôi nhà vừa trải qua cơn bão, nó siêu to giặt dẹo như là chủ nhân của nó ở cái tuổi xế chiều chịu nhiều mưa nắng. Mảnh đất cờm cõi cát sỏi, khô hạn gió Lào sát sơ bão lũ, mảnh đất gồng mình trong thương khó để mà dạn dày vượt mọi gian nan. Chào em là cháu của A Hành phải không? Dạ. Mẹ đi đâu rồi? Dạ, mẹ đỡ anh nướng đây chị nè. Con tên gì vậy? Dạ, con tên Quốc. Nay con nhiêu tuổi? Dạ, con 17. 17 tuổi? Ừ, 17 dạ. Tuổi mà lớn quá trời đó. Nè, ba mẹ con đâu rồi? Dạ, ba con mất rồi con, mẹ con đi làm. Nè, con chặt mấy bó củi vậy con? Dạ, ba. Ba bó củi nha, để nóng khô mới con. Dạ. Nè, có chút. Còn bây giờ ba ở đâu rồi? Chị dạ. Với anh đi thăm. Ba làm bên rẫy đi. Bên rẫy xa không? Xa. Đi bộ hay là đi xe? Đi bộ hay, hả? Hay con dẫn cô với chú đi được không con? Không biết á. Dẫn đi thăm bà ha. Dạ. Được không? Vậy cái này mình cứ để đây được không? Con để đây đi ha. Rồi chú con dẫn nha chú. Dạ, đi. Đi nha con nha. Quốc ơi. Dạ. Quốc à. Cháu nãy cháu hứa là cháu đưa cô Thủy với chú Quý đi ra rẫy thăm bà, mà sao lại con lại đưa chú với cô đi ra bờ sông? Sông. Vì mẹ đứa là nọng, mẹ hãy xuống đây tắm. Bà hãy xuống đây xuống sông tắm. Nhưng mà nếu không có bà đây thì chắc ở rẫy phải không? Dạ. Thôi đi thôi. Đi. Đây sông gì vậy yêu Quốc? Sông Cô Lâu. Hả? Mẹ tắm đấy đấy. Đâu? Ba, mẹ. Đã từng đi qua bao ngày mưa nắng sóng sau, và tôi đã từng đi qua bao làng xóm. Ơi, con giới thiệu với nha, đây là chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước nè. Ngôi Nhà Mơ Ước một chương trình ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh á, ra đây thăm nhà o, và khách mời đó là nghệ sĩ Phú Quý, anh này nổi tiếng lắm. Dạ. Chúc nha. Chúc o mấy câu vui lắm. Dạ. Giờ chúc trước nha. Chúc o sức khỏe sống lâu, năm mới có nhà lầu. Dạ, sống lâu. Dạ. Yeah. Đi o ha. Dạ, dạ, nó ngon nè. Dạ, dạ. Đi. Thôi, con đi trước. Bà là mỗi ngày ra đây làm hả bà? Ừ. Đây nương rẫy của bà đó hả? Nương rẫy của tập thể cho miệng đi. Cho miếng là bao nhiêu? Miếng là bự hay nhỏ? Miệng đi, chắc một miếng nên mày o, mày mua chảo về miệng ở bên này nữa. Bên kia thuốc, bên chỗ... bên cái chỗ Hồ Lan là trượt này đó. Trồng cái gì bên đó? Trồng trung mi. Trồng mì. Ôi, còn cái này là cái cây này cái gì? Cây là cây tre để mà uống. À, trà. Bất khi, cái trà. Dạ, trà. Khi hại với đem với đi chơ bán. Thì chừng bao lâu mới hái được cái lá này hả? 6 tháng mới hái được. Thế một lần như vậy là bán được bao nhiêu kilo? Bán từng bò gì? Bò. Hồi sáng bỏ mà bạn chẳng phải bạn kilo đâu. Có hơi khô hay để tươi bán không? Để tươi rồi mà bán. Dạ, tươi bán một ký, một bó là bao nhiêu tiền không? Một bỏ bao nhiêu tiền, mình đi bỏ 20 ngàn thôi. 20 ngàn, dạ. Bữa không bà? Như thế 6 tháng mà 6 tháng được mấy bó? 6 tháng anh ấy cho nghĩa là mẹ khoảng 5 bó thôi. 5 bó. Của nhà bà là, của bà là từ đâu tới đâu? Từ nó đó, mấy cái cây nữa. Dạ. Cho quen rồi, chứ cái cây của họ trông như là của họ đây nè. Cây cao này là của họ. Của họ. Của mình nhỏ chắc nhỏ. Chắc cái thấp, cái cha này thôi. Dạ, mấy cái thấp này là của mình thôi. Cho con cái cây cao này là của họ trồng. Là ai cho mình? Tập thể chó ở trung tâm địa phương hợp đồi chó. Rồi cây giống rồi đó bà lấy ở đâu? Cây này là có cái hồ thẳng, hành có hồ. Rồi bác khí nè, rồi bà phơi ra. Dạ. Bác cái hồ này lấy bà ướng cái đã khi nào mi một năm mới trồng được. Ồ. Cho hành lên cao đi, mi dỗ lên trong đi. Dạ, dạ.
bà ơi, cái đất đai chứ bởi vì chứ không có sức chất đất ní là phải đốn cấy cuối cuối rừng về mà tụ được cái cột ní này hoa máy đó. Dạ. Hắn mới lên cho cỏ mới hại cái trà đi mà bạn. Dạ. Chứ không thôi là không cuộc cái cây trà này nó thọ được bao lâu, nó bao lâu mùa, bao lâu năm mới hết. Ồ, hết sức cô được 50 năm mà học cho cô mình á. Dạ. Ở đây cuộc luôn. Dạ. Trông cỏ phấn đi á, dạ, mới được 50 năm. Dạ. Cô nó cũng tan thôi. Dạ. Bà hắn có rá mà nội hắn cái. Ở đây bà lấy nước ở đâu mà tưới khô như vậy? Được mất mà tưới đâu đi. Thế sao? Không có con nước mà tưới mà. Rồi làm trong trong từng mùa thôi. Về mùa tháng 9, tháng 10 là trồng. Trong mùa khô này là chỉ có đi hái cây cuối dòng. Dòng về mà tủ lưỡi nè. À. Mà thế là. Anh Quý có thấy là mình nói đến việc mà nước nôi á, nước nôi sinh hoạt tưới tiêu mà O có vẻ rất là thảng thốt mà sợ hãi như vậy. Đúng là khó dữ lắm hay bà ha. O phải dùng cái lá để ủ cho mát cái gốc lên. Vì cái mùa hạn thì không có nước, không không? Rồi đợi tới tháng 9, tháng 10 có nước, mưa thật nhiều mới là nuôi mấy. Đất đai cằn cỗi con người, cuộc sống khó quá. Khổ quá em ha. Có khổ đấy, khổ lắm dạ. Không bà? Lắm rồi lắm. Gom củi gì cho bà nha. Còn cái mì ngoài kia thì khi nào bà mới thu hoạch? Mì nở tháng 3, tháng 9 thì mới thu hoạch. Vậy hả? Bao lâu là, tức là thu hoạch cho bà cánh cho họ lên mua bà cánh cho họ. À, hết sức có được một tà ngoài cho mấy. Trời ạ. Tà rằm một cân cũng tùy theo. Nhiều khi sẵn lên thì được đôi 300 mà sẵn. Vậy thì chừng mấy tháng mình mới thu hoạch được mì thôi. Bắt đầu trung tháng giêng. Tháng giêng. Đến tháng 10 mới thu hoạch. 9 tháng. Ồ, 9 tháng mới là thu hoạch. Hả? Dạ. Được nhiêu một lần thu hoạch mùa mà 9 tháng trời gì đó bà được bao nhiêu tiền? Mấy hột nấy mà bao nhiêu tiền? Hết sức có đường 100 ngàn đấy không? Ôi trời ơi. Đâu đất phải trông giống trông răng. Yeah. Mà đất bên đó có phải phân bón tưới tiêu gì nhiều không bà? À, đất nữa là cũng làm nhiều thứ. À. Nên có sức mình làm đầu. À. Chứ nên trông cái mi nữa là vừa một cánh mi. Thể mà đâu. Phải nhiều người hùng ra nhau làm coi như tập thể đó không? Tập thể chứ làm cả độ. Đâu. Dạ. Tập thể làm mà chứ tập thể là chia ra hết. Dạ. Chia ra mỗi người mấy chục mấy chuồng, đống trong nhà đống thì đống đất, đống ruộng. Mà trong nhà ít thì ít đất, ít ruộng. Cái chữ của ai từ ai nấy làm thôi. Bà làm vậy đủ sức làm không? Ủa, lỗi tới cái chữ không đủ sức. Làm đấy mà cháu vô làm vậy đây. Cái thằng nó đi học mà. Dạ. Bà nói là một cái đám đó thu hoạch có 100 ngàn. Ừ. 100 ngàn mi chứ mấy. Ít vậy hả? Vậy thưa ông, thôi bây giờ không mấy... Ôi, dẫn tụi con qua bên đó xem để con thăm cái đám mì bên coi sao ha. Bây giờ con... Đi nha. Đi rồi, đi. Không cần phải đỡ. Ôi. Bà ơi, lúc mà bà... Cái lúc mà thu hoạch á, là... bà lấy cái củ xong rồi bà về làm gì? Có phơi, có gì không? Hay là bán luôn cho người ta? Con nuôi heo thì phớ. À, cho heo ăn. Mà không nuôi heo thì họ lấy mua cánh cho họ. Bà ơi, ngồi đây cho tụi con hỏi thăm bà một số chuyện nữa nha. Ngồi đây nha. Được không? Rồi ngồi đây đi. Có một mấy chục cái luống mì nè, với lại mấy chục cái cây trà đó rồi bà. Sống nổi không? Có đủ tiền sống không? Đủ tiền sống với chẳng quá. Cũng bên kia mà sống cũng nhiều vô nhà nước cho dư ít chứ. Làm mà mở ra đi cho mát. À, sống nổi. Con quạt cho bà. Con quạt u. Con xin hỏi thăm năm nay u được bao nhiêu tuổi rồi? 70 tuổi rồi. 70 tuổi. Ừ. Sức khỏe u có tốt không? Có sức khỏe cũng chưa được khỏe làm gì đi chứ mất sức lao động rồi. Sống thì mình kiếm mà sống đủ. Không phải chắc men ăn là men dinh dục cũng được. Dạ. Yeah. Nhưng mà có cái nhiều khi mình cũng chết, họ cũng chết. Là mình phải đi cho họ việc này qua việc khác. Hả? Dạ, yeah, kiểu nghĩa là tiền tiệc tùng ma chay đồ. Ờ, dạ. Bởi nhà nước họ cho thẳng là kiểu ý chí đối 300 cái đó. Bắt yeah. Sống mù cháu, sống với hai ta. Đứa cháu, một một người con. Không có con. Cháu. Thì con nuôi đó, hồi nãy thằng bé ở nhà nó nói là con nuôi không. Đó. Con hẳn ạ, mẹ hẳn ạ là kêu bằng túi cố ruột. À. Nà. Dạ. Cô ruột nè, nhưng mà hẳn là loài về hẳn trong ngoài. Ừ. Mà ba hẳn là chết đi. Dạ. Chết từ khi mà hẳn đang còn
trong đâu thai cái kia ra đời. Vì nó có 12 đứa cháu từ nhỏ tới giờ. Nuôi nó không phải nuôi mẹ, em cách giữ hắn cho mẹ hắn đi làm chứ. Đầu tiên là giúp đỡ cho chị em thôi. Xong rồi sau đó thì là cũng quen. Rồi quen hơi. Quen hơi bà ngoại luôn. Không có ai. Ai ngân tựa. Sao ngày xưa o không có con? Ngày xưa o không lấy chung, o có con. Không lấy chồng. O lấy chung nhưng mà lấy chung ra chỉ bảo o bỏ luôn. Không cho chi là sao o? Không ra chi cả vì hành đi lĩnh đô trong xa đâu rửa ba. Hành lấy vợ trong thôi mình ở già là mình phục vụ với địa phương với đất nước thôi là không lấy chồng nữa. Cho đến ngày hòa bình luôn. Ở hoạt động cách mạng, ở hoạt động hợp pháp, không phải bất hợp pháp. Cán bộ Nam Vùng ở đây là thường 5 giờ tuổi đó, là về tại gia ở ăn uống. Ăn uống xong thì khi nào mới hòm, mới đi. Mà đến cái lúc ở mua hàng, mua hỏa lên cho cán bộ. Là hồi nữa là con Nam Vùng đấy là thỉnh thoảng thôi chứ không có về yên giai đoạn cho đến năm hồi năm 1960 cho đến 1964 đấy là kêu kẹp cho anh rao hết cho đến 1964 là áp chiến lược á. Cho qua đến giải phóng ở vùng Mỹ xong thì ó cũng quen quẩn về địa phương để lăn lùn đi mua thú mua đồ cho cán bộ ăn. Ó bị bắt nhiều đợt. Một năm á 66 là ó lên phục vụ ở trên rừng cho cán bộ nấu ăn á nè. Trở về đây lại là ó bị sốt rét. Bị sốt rét mới hắn phát hiện ó là đi học, đi huấn luyện một tháng. Về ó đang còn nằm trong rừng, đang còn sốt rét là hắn nói là ngày mai là phải về tình viện. Mà khi nữa là sống là ó khỏe thì là ó không về. Thời gian năm 66 là ó bị lên à, bị bắt nè. Bị bắt thời gian nữa thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà ná ra ngoài hệ lắng một tháng. Hình giám trong cái cúi cao rồi đừng cũng cứ làm gì, nó làm gì mà. Đánh đập không ạ? Đánh đập mà đâu hình giám, đinh đếm hình giám trong cái hầm sắt. Mà nóng mà phân nắm đi đấy, mà nóng cho phải mấy cội ảo đó đó chứ. Cho mình còn nằm có để áo con đi được à? Rồi nè, răng hành một thời gian hành nghỉ răng bị hành điều tra răng mà cho về. Cho về tôi cũng tiếp tục lại là tham gia lại nữa. Tham gia lại. Tức là thời gian hoạt động rồi ở tù ra khám được bao nhiêu lần, tất cả mấy lần họ bị bắt mấy lần? Hai lần. Năm sau tám một lần nữa. Sau tám một lần nữa, sau ngày cách mạng về đó, họ có nhận được một cái coi như là một cái phần thưởng gì hay một sự cái gì coi như cách mạng biết được cái hoạt động của ông hay không? Có không? Thì còn có chứ, có một ít gì thôi. Dạ. Sau khi có nhận được hai huân chương. Hai huân chương. Để về. Dạ. Rồi sau đi chế độ của nhà nước cho dự thì nhận rồi đấy. Dạ. Cho dự thì nhận dự, cho dự thì nhận đấy. Dạ. Cũng vừa vô cái tiền nào mà sống hàng ngày rồi. Dạ. Thì anh thấy hình như trời chuyển mưa rồi đó, bây giờ mình... Bây giờ đi vô nhà đi. Tôi vô nhà thăm nhà ho chút xíu nha. Thì tụi con đi vào nhà. Tôi đã từng đi qua bao người nữa năm sóng sâu. Và tôi đã từng đi qua bao làng xóm nữa mênh mông. Và dòng đời cuốn trôi ra theo đêm đen ngày dài. Mặc cho mưa hay giông tố mà người vẫn vững tin bằng những nụ cười. Ngày họ ăn được mấy chén cơm? Một ngày họ ăn hai mẹ ăn thôi. Rồi ăn có thịt là họ không ăn. Có thịt có cá gì không hay là ăn? Thịt cá thì có vô bình thường. Dạ. Lâu có vừa thôi. Hồi có đi về chờ thì có. Không có mua bình thường, lâu lâu với có một bữa. Tức là lâu lâu mới mua. Còn bình thường thì ăn cô không? Chủ yếu là cánh rau, cánh nơ, tầm bây ba rứa. Nè, con hỏi nè. Nóng dữ lắm thấy không?